Trọng kính quý cha, quý thưa quý nam nữ tu sĩ, quý cộng đoàn phụng vụ, các riêng sơ Maria Trần Thị Nhẫn và ông bà cố cũng như thân nhân và ân nhân của sơ rất kính mến. Hôm nay gia đình giáo họ Đông Châu của chúng ta, một bản nhạc của giáo họ lại được viết thêm nên một nốt son cho giáo họ, mà nốt son hôm nay đã làm cho bản nhạc của giáo họ chúng ta ngày một thêm vui tươi hơn, ngày một thêm đậm nét tình yêu của Thiên Chúa hơn. Chính vì thế, cái nốt nhạc đó chính là một người con của giáo họ chúng ta hôm nay đã tận hiến cuộc đời của mình trong đời sống dâng hiến để phục vụ Chúa và phục vụ mọi người trong cánh đồng truyền giáo của giáo hội. Xin cộng đoàn chúng ta cùng nô một tràng hoa tay để chúc mừng cho giáo họ cũng như cho gia đình của sư Maria của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay một bài tin mừng mà chúng ta được nghe đọc trong thánh lễ tạ ơn cùng với sơ Maria và gia đình ông bà cố. Mà bài tin mừng hôm nay lại nói về cái gọi là cuộc chia ly giữa thầy Giêsu và các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng, trong bữa tiệc ly. Thầy Giêsu đã nói những lời rất tâm huyết đối với các môn đệ của mình, đó là: anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Mà nếu anh em ở lại trong tình yêu của Thầy thì anh em hãy tuân giữ những điều mà Thầy đã truyền dạy, đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Có lẽ rằng cả cuộc đời của sơ Maria hơn chục năm nay, sơ đã gắn bó và tìm hiểu trong đời sống ơn gọi. Bà đã nhìn nhận và thấy được nơi Thầy Giêsu của mình có một tình yêu tuyệt đối. Cho nên sơ đã chọn cái câu mà chính Chúa Giêsu đã tâm huyết nói với các môn đệ rằng: hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu mà đã ở lại trong tình yêu của một ai đó, nếu chúng ta nói đến tình yêu bình thường thôi, của những đôi nam nữ hay của cha mẹ hay của con cái đối với cha mẹ chẳng hạn, hay là vợ chồng dành cho nhau, thì khi nói đến tình yêu mà ở lại trong nhau, tức là chúng ta đã có một cái gì đó gắn bó mật thiết, hiểu biết sâu xa, rồi cảm thông, rồi nhất là nên một với người mình yêu. Như thế thì Thầy Giêsu đã nói nên cái lời tâm huyết các môn đệ, đó là hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Mà khi được ở lại trong tình yêu của Chúa mà sơ Maria đã chọn cái câu châm ngôn cho đời sống dâng hiến của mình, chứ sơ lại không chọn cái câu là hãy ở lại trong cái tình yêu của anh nào. Nếu mà ở lại trong cái tình yêu của anh nào thì lại không hay rồi, không tốt. Nhưng mà sơ đã chọn là ở lại trong tình yêu của Thầy Giêsu. Chắc chắn cả cuộc đời của sơ, và nhất là những ngày tháng tìm hiểu đó, sơ đã thấy được nơi Đức Giêsu Kitô một tình yêu rộng mở. Mà nếu như sơ Maria đã chọn ở lại trong tình yêu của Thầy Giêsu thì tất cả các mối tình yêu khác sơ cũng khao khát, cũng ước mong, thế nhưng đều chia tay tất cả những tình yêu đó để gắn bó với tình yêu của Đức Kitô. Hôm nay bài tin mừng nói trong bối cảnh để chia ly, thế thì sơ Maria của chúng ta đây cũng chia ly. Chia ly không phải là chia ly đối với người chết, nhưng mà chia ly với tất cả các mối tình, cái tình yêu đối của nam nữ, tình yêu của gắn kết với cha mẹ, tình yêu gắn kết với những gì mà quyến luyến với cuộc đời của sơ, như là một bước cản để sơ dấn thân phục vụ Chúa, thì sơ hôm nay tức là chia ly đi, bỏ đi tất cả những cái quyến luyến đó để sơ nhẹ nhàng bước theo Thầy Chí Thánh Giêsu lên đường loan báo tin mừng tình yêu của Chúa khi sơ được sai đến nơi phục vụ cộng đoàn. Như thế chúng ta thấy cuộc đời của người dâng hiến đã chọn và gắn kết với Thầy Giêsu trong tình yêu thì sẽ không còn gắn kết với tất cả những gì bên ngoài nữa. Cho nên có thể nói như trong bài đọc 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ cho chúng ta thấy rằng không có gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô được. Cho dù có phải là gian nan khốn khó vất vả đi chăng nữa cũng không thể tách khỏi tình yêu của Đức Kitô. Sơ Maria của chúng ta hôm nay cũng thế, đã nói nên được cái câu ở lại trong tình yêu của Thầy thì cũng dám nói mạnh dạn như Thánh Phaolô vừa nói rằng
không có gì có thể tách biệt sơ ra khỏi tình yêu của Đức Kitô được. Bởi vì yêu mến Đức Kitô và ở trong Đức Kitô và nên một với Đức Kitô trong tình yêu của Ngài thì không còn có tình yêu nào tách sơ ra khỏi tình yêu của Đức Kitô được. Thế nhưng dẫu một lòng quyết chí như vậy, thế nhưng về thân phận yếu hèn của một con người thì chúng ta thấy yếu hèn của con người thì luôn luôn có cái sự lôi kéo của thế gian. Thì chắc chắn trong cuộc đời của Sơ Maria cũng không thể nào mà ngọt ngào bước theo một cách nhẹ nhàng được. Chắc chắn cũng phải có rất nhiều những bước cản, có những vất vả phải chiến đấu trong đời sống tư riêng, có những vất vả trong đời sống những người chị em trong cùng cộng đoàn tu dòng. Thì chúng ta thấy nếu mà các chị em sống nữ, các bà, các chị đây biết, nếu mà gia đình nào mà 4-5 người con gái, có gia đình mà có 4-5 chị em gái với nhau thế nào cũng chị trẻ với nhau chút. Chúng ta thấy nữ là như vậy. Thi tị bố mẹ mà mua cho em cái áo này đẹp mà không cho mua cho chị, không mua cho em cái nữa là thi tị nhau đúng như thế. Đấy là người nữ tự nhiên, xin lỗi quý ông bà, các bà, các chị nhé. Mà đó là tự nhiên trong con người và trong trái tim của người nữ là như thế. Thế thì trong đời sống cộng đoàn tu trì nữ cũng không tránh khỏi những cái điều đó. Cho nên Sơ Maria cũng phải chiến đấu. Dù có vất vả, dù có thế nào đi chăng nữa, nhưng sơ hãy tín thác vào tình yêu của Đức Kitô. Như Thánh Phaolô nói, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô được. Cho nên ngày lễ hôm nay sơ trở về quê hương cùng với cha mẹ và tất cả mọi người trong gia đình giáo họ Đông Châu nói riêng, và quý cha và mọi người chúng ta đến đây để cùng nhau với Sơ Maria và gia đình cùng với cộng đoàn giáo họ Đông Châu của chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đó là chúng ta muốn nói lên cái tình yêu của chúng ta với Đức Kitô. Nếu mà chúng ta không gắn kết vào tình yêu của Đức Kitô thì hôm nay tất cả cộng đoàn chúng ta cũng chẳng đến đây làm chi. Nhưng mà vì tình yêu của Đức Kitô và tình yêu với nhau, và chúng ta kín múc được nơi Đức Kitô và ở trong Đức Kitô, không phải chỉ Sơ Maria đâu nhé, mà tất cả cộng đoàn chúng ta đều ở trong tình yêu của Đức Kitô. Nếu chúng ta không ở trong tình yêu của Đức Kitô thì làm sao chúng ta có thể chia sẻ cho nhau được cái tình yêu cho nhau. Cho nên hôm nay lời Chúa muốn mời gọi Sơ Maria và tất cả mọi người chúng ta rằng, khi chúng ta sống và trong cuộc sống này có rất nhiều những cái lôi kéo chúng ta, và có rất nhiều làm điều làm cho chúng ta yêu. Ai trong chúng ta mà lại không yêu tiền tài thì xin lỗi, đó là người có vấn đề. Ai trong chúng ta mà nếu mà cuộc sống không phải là đi tu thì cũng phải có một cái tình yêu nào đó trong đời sống nam nữ chứ, phải có. Thế mà ai trong chúng ta ở trong gia đình cha mẹ mà lại không yêu con cái, và vợ chồng không yêu thương nhau thì nó là ở với nhau làm chi. Cho nên có được tình yêu như thế, nó luôn lôi kéo chúng ta. Nhiều khi chúng ta nếu quá bám víu vào cái tình yêu của thế gian này thì chúng ta sẽ xa rời tình yêu của Đức Kitô. Như Đức Kitô nói rằng, nếu anh em ở lại trong Thầy, trong tình yêu của Thầy, thì anh em hãy tuân giữ những điều Thầy đã truyền dạy anh em, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Cầu chúc cho Sơ Maria trên cuộc đời hành trình dâng hiến hãy tín thác vào tình yêu của Đức Kitô, và hãy nói nên như Đức Kitô rằng, để tuân giữ điều răn và ở lại trong tình yêu của Thầy thì phải yêu mến anh chị em của chúng ta. Và yêu mến anh chị em của chúng ta phải yêu như Chúa yêu, đó là hiến thân mạng sống. Đức Kitô đã hiến thân mạng sống vì anh em, vì nhân loại. Thì chính cuộc đời của mỗi người chúng ta, nhất là Sơ Maria, đã dập theo khuôn mẫu tình yêu của Đức Kitô và ở lại trong tình yêu của Đức Kitô, thì cũng phải hiến thân vì người anh chị em đồng loại của chúng ta. Đó là hãy mở lòng khiêm tốn yêu thương và giúp đỡ những anh chị em của chúng ta như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh. Cầu chúc cho Sơ luôn luôn là một con người yếu đuối. Thế nên xin cộng đoàn chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho một nốt nhạc của giáo họ của chúng ta đã viết lên bản nhạc của giáo họ một nốt son như vậy. Thì xin mọi người trong bản nhạc của giáo họ hãy cầu nguyện cho những người con trong giáo họ của chúng ta đã hiến thân phục vụ Chúa bằng sự quảng đại của ông bà cố cũng như người thân yêu đó, để chúng ta cùng nhau hướng về cái đời sống vĩnh cửu, đó là được ở trong tình yêu của Đức Kitô. Amen.